Xin chào bà con. Thì tiếp đến thì ngày hôm nay á, mình sẽ quay và nói cho bà con xem về cây mít thái siêu sớm á. Thì hầu như gần đây á, thì ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta và một số tỉnh thành khác á, thì đang rất hot, rất chuộng và cây mít thái siêu sớm. Thì có rất nhiều bà con chia sẻ, thì mình mới trồng có 1 năm đã có trái bói rồi. Thì đây clip, trên clip này mình quay bà con xem á, là cây mít thái siêu sớm này trồng 1 năm và đã có trái bói. Nói chung là nông dân mình cứ cây nào có giá, nói chung là thị trường có cái nào chuộng thì bà con nông dân chúng ta trồng. Thì với cái mít thái này á, thì hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn về cái công việc mà chăm sóc, phun thuốc, nấm bệnh và cho cây mít thái chúng ta. Thì hầu như ở tất cả cây trồng á, thì có cái mít thái chúng ta chăm sóc rất là nhanh. Cái thứ hai, tỷ lệ bệnh nó cũng là ít so với những cây trồng khác. Chung là về cây mà chanh cho trái nhất á, là cây mít thái này. Có những bà con trồng tới 8 tháng cũng có trái bói rồi. Còn có những bà con trồng 5 thì tùy vào cái độ chăm sóc và nhu cầu của bà con nông dân á, thì cây chúng ta phát triển khác nhau. Thì vườn mít thái siêu sớm này trồng khoảng cách là 2 mét. Chung là trồng khoảng cách rất là dày, vì mỗi nông dân chúng ta có những cái vùng đất khác nhau á. Thì với ni nông dân mình đang quay các bạn xem, mình hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc và công tác mà phun sâu bệnh hại trên cây mít thái này. Thì hầu như cây trồng này á, chúng ta cũng có những cái sâu bệnh hại nó gây hại rất là nhiều, đặc biệt trên cây mít thái sâu đục thân đó, gây hại rất là nhiều, ruồi vàng đó, dùng những con bùa xích, dùng côn trùng kích thúc á, gây hại rất là nhiều ở trên cây mít thái chúng ta. Thì qua đó công tác là phun thuốc côn trùng kích thúc á, là cũng rất là quan trọng đối với bà con nông dân chúng ta. Thì mỗi cái vùng đất, mình nhắc lại là mỗi vùng đất thì bà con có những cái việc canh tác khác nhau. Như trên vườn này thì nông dân chủ yếu là trồng hàng rào, sát hàng rào. Mình sẽ quay rất là từ từ cho các bạn xem về toàn bộ quá trình mà nông dân tiến hành phun thuốc chăm sóc cây mít thái như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình cũng nhắc lại là cái việc chăm sóc cây mít thái á, thì nó sẽ ít tốn công so với những cây trồng khác. Thì cái này chủ yếu bà con phòng cho mình là cái bệnh thối thân xì mũ là cái thứ nhất nè. Cái việc đầu tiên là thối thân xì mũ. Cái thứ hai nữa là côn trùng chích thúc gây hại trên cây. Cái thứ ba là nấm bệnh. Với lại về trái thì một số bà con chúng ta hay bị ruồi vàng hay là thối nhũng. Nói chung về bằng trái thì khi nào tới giai đoạn trái mình sẽ hướng dẫn bà con giai đoạn trái. Còn với giai đoạn tơ như thế này, cây 1 năm tuổi thì bà con chủ yếu phun thuốc sâu, thuốc nấm cho mình thôi. Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất. Thì mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn á, mình sẽ quay những clip xác thực về cây trồng cho bà con nông dân chúng ta xem, tham khảo và chăm sóc với vườn mít của mình. Thì ít bữa mình sẽ quay cho bà con xem về công tác mà tỉa cành, tạo tán cho cây mít thái siêu sớm. Thì đây giai đoạn mà phun thuốc nha. Ít bữa mình sẽ quay tiếp giai đoạn là chăm sóc trái rồi tạo tán. Nói chung là tùy vào mỗi giai đoạn mình hướng dẫn cho bà con mỗi việc khác nhau. Thì clip này nông dân họ phun thuốc, nói chung nông dân chúng ta mà phun thuốc ít khi có bảo hộ lao động lắm, vô gặp là phun, phun xong rồi nghỉ ngơi ăn uống bình thường lắm. Nói chung là nông dân ta cũng bình thường, vì trong vườn này đa số là trồng cây ăn quả mít rồi cam, quýt, sầu riêng, mãng cầu, na thái, ổi. Trong vườn trồng rất nhiều cây, nhưng mình nói chính là cây mít thái siêu sớm này. Thì hiện tại thì mít thái siêu sớm nói chung giá thành nó cũng cao ở 2018 và 2019 này, nói chung cũng được ưu chuộng nên bà con nông dân chúng ta tập trung trồng rất là nhiều. Về cái kỹ thuật mà trồng mít thái siêu sớm mình cũng hướng dẫn bà con rồi. Thì qua clip này mình chủ yếu là quay về công tác mà thăm vườn của bà con nông dân. Thì sẽ có rất nhiều vườn mít thái siêu sớm nên mình sẽ quay và cho các bạn và bà con xem về vườn mít của bà con nông dân. Trong vườn mít này tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem về trái. Nông dân cũng để 1-2 trái trên cây, nói chung để mẫu thôi. Vì năm thứ nhất á, thật sự mình khuyên bà con là không nên để trái. Nếu bà con để trái, đa số cây nó hay bị đuối sức và kiệt cây. Qua đó bà con chăm sóc nó hơi cực. Con hay để năm 2, năm 3 rồi con bắt đầu để trái từ từ từ. Thì về việc trái thế này á, thì có hai phương án. Một là con bao túi lưới. Hai là con là phun thuốc để chống tình trạng mà côn trùng nó chích thúc nó bị sâu bệnh hại, gây hại đến trái chúng ta, nó bị sần sùi và thối nhũng.
trong rất nhiều bệnh, thì cái đó khi nào có trái nào bị bệnh nào thì mình hướng dẫn ngay đó, thì để bà con xem xét và quan sát nó cụ thể hơn, lúc đó chúng ta nhận dạng nó được thực tế hơn. Còn nói thì đôi lúc có những bà con dân ta là nhìn nhận được, hiểu được, còn những bà con chúng ta thì thích cái hình ảnh thực tế hơn, nhìn là hiểu, nghĩa là nhìn trong cái mic đó ra vườn thấy cái mic vườn mình nó cũng bị như thế, và mình hiểu đó là nó bị bệnh như vậy cho nó nhanh. Thì đó mình nhắc nhở sơ thôi. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây theo mùa lắc. Xin cảm ơn bà con ạ. Chung mic này cũng có trái rồi, nhưng mà nông dân cũng để ăn trái, ăn cho biết mùi là mít Thái. Chung là trái lứa đầu tiên nên là nó không có được đẹp, nói chung hơi eo. Đó thì qua công tác của bà con chăm sóc thì sau này mình sẽ hướng dẫn các cái công tác mà chăm sóc trái cho con. Xin chào bà con ạ.